Rồi, xin kính chào tất cả quý vị và anh chị. Như đã hứa thì em sẽ gửi đến anh chị một video hoàn chỉnh hơn về chiếc xe Mazda 3 này. Xin nhắc lại nhé, chiếc này của em là Mazda 3 phiên bản hatchback, sản xuất năm 2019. Đã có ghế chỉnh điện ạ. Đây là phiên bản hatchback, chạy có 11.000 km thôi, nó hơn 1 vạn km. Màu đỏ pha lê ạ, màu đỏ 46V nha anh chị nhá, đỏ pha lê. Đây là phiên bản Mazda 3 hatchback ạ. Chiếc này của em biệt tình, xe thì còn rất là đẹp. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái nước sơn của nó. Cái màu đỏ pha lê này nó cũng rất là bắt mắt và thu hút được rất là nhiều khách hàng khi mà lựa chọn cái màu đỏ này. Sơn zin chiếc xe này khoảng 95% ạ. Đó. Và có một số anh chị thì lo lắng rằng những chiếc xe ở Sài Gòn chuyển ra thì lăn tăn là sẽ bị ngập nước hay là có nhiều vấn đề gì khác. Thì xin đây thì em cũng chia sẻ luôn với anh chị nhé. Nếu như mà mua xe ngập nước thì ở đâu cũng có thôi ạ. Ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước này của chúng ta, dù là biển Hà Nội nguyên si luôn thì cũng có xe ngập nước, và ở đâu cũng vậy. Quan trọng là các anh chị mua ở địa điểm nào, người bán như nào, có xứng đáng tin tưởng hay không, và chế độ bảo hành cũng như là dịch vụ sau bán hàng của các bên bán xe cho quý vị như thế nào thôi. Mua xe của bên em thì sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng. Anh chị có thể mang xe vào tất cả các đại lý Mazda trên toàn quốc để có thể kiểm tra về chất lượng của chiếc xe, cũng như là kiểm tra đâm đụng ngập nước xe của mình, hay là đến bất kỳ gara nào trên toàn quốc. Ngoài ra thì bên em vẫn có văn bản cam kết rõ ràng cho quý anh chị về mặt chất lượng khi mà mua bán, cho anh chị yên tâm ạ. Nên là cái vấn đề mà anh chị lăn tăn là xe có đâm đụng hay ngập nước hay có vấn đề gì thì cứ yên tâm nhé. Rất là nhiều anh chị nhắn tin inbox chia sẻ vẫn lo lắng những cái vấn đề như vậy, thì xin đây em chia sẻ để cho anh chị yên tâm. Ở cái thời điểm đầu khi mà có giá niêm yết thì những chiếc xe Mazda 3 này phiên bản hatchback sẽ đắt hơn phiên bản sedan một chút. Nó rơi vào khoảng cỡ 25-30 triệu, bản hatchback sẽ đắt hơn ạ. Về cơ cấu thì động cơ cũng như là thông số kỹ thuật thì cũng na ná giống nhau, chỉ khác một chút là phiên bản hatchback và sedan thôi. Chiếc này của em thì lốp xô cua chưa hạ, còn nguyên zin. Cái này chúng ta có thể treo lên nhé, móc vào đây, treo lên khi mở cửa thì chúng ta có thể mở luôn được thoải mái. Cái này nó chỉ là một tấm chắn để đồ thôi. Rất là nhiều khách hàng lại tháo cái này ra. Cái này nó cũng không quá quan trọng đâu ạ. Phiên bản hatchback này thì đa số là để cho các bạn nữ hoặc là các chị mà dùng để đi phố, hay là gia đình nào cần một chiếc xe nhỏ gọn để có thể đi phố tiện lợi hơn thì có thể lựa chọn chiếc này. Còn đa số thì một số người hoặc là các bạn thanh niên trẻ hơn mà mua xe lần đầu thì thường thường sẽ chọn sedan. Tuy nhiên là chiếc hatchback này form dáng rất là đẹp nhá. Đó. Lốp Tuzanza, lốp nguyên bản theo xe. Thuộc đây là chủng loại lốp, còn hãng của nó vẫn là hãng Biaton nha quý anh chị nhá. Nước sơn đến 95% nên còn rất là mới ạ. Cái thảm trải sàn phía sau này, tất cả mọi chi tiết của chiếc xe này còn rất mới luôn. Đó. Ngay cả ghế đấy ạ. Cửa sổ trời, rồi đến chân xe sáng và sạch. Đó. Tất cả các chi tiết ở đây không hề bị xước sát một chút nào luôn, còn nguyên. Và đây là một trong số những cái tính năng mà được rất là nhiều quý anh chị chờ đón trong rất là nhiều năm của Mazda 3. Đây là chức năng ghế chỉnh điện ạ. Và trên những phiên bản trước đó là không có đâu ạ. Phải sang năm 2019 mới có được cái option này. Đó. Ghế rồi thì đến tất cả các tính năng ở đây. Chiếc xe này đảm bảo một chiếc xe siêu lướt, rất là mới. Tiết kiệm được một khoản khá là nhiều cho quý anh chị nào muốn mua một chiếc xe lướt nhá. Ni lông còn nguyên này. Đến tất cả các chi tiết ở đây đều được rất là giữ gìn. Đó. Có một tính năng nữa bây giờ xin phép em sẽ giới thiệu luôn cho mọi người cùng xem, và cũng để cho các anh chị nếu như mua xe của bên em hoặc là bất kỳ bên nào cũng yên tâm một phần. Chiếc Mazda
khi mà bắt đầu khi chúng ta để qua đêm mà không nổ máy, khi chúng ta nổ máy ấy, thì nó nổ rất là to. Bây giờ em sẽ thử cho anh chị xem nhá. Đó, máy nổ rất là to, gầm rất là to. Đó, vòng tua lên đến gần 2.000 vòng trên một phút. Đó, rất là nhiều, nhưng mà sau khi nó bơm dầu đầy đủ, nó sẽ nổ nhẹ dần. Đây là cái đặc thù của Mazda nhá. Nên quý anh chị nào đang sử dụng Mazda thì cũng yên tâm là dòng xe của mình nó đặc thù nó như vậy, cho nên là không phải lăn tăn hay là lo lắng bất kỳ một cái gì cả về máy móc hay là chất lượng của chiếc xe nhá. Đó, sau khi mà nó nổ êm hơn thì nó đã xuống 1.000 rồi. Đấy, xuống đến 900 rồi. Lát nữa sẽ xuống khoảng 800 hoặc 750 gì đó. Chiếc xe này thì còn rất là mới, tất cả các chi tiết ở đây thì đều được chủ xe họ rất là giữ gìn. Về cơ bản là họ dùng cũng khá là ít, cho nên còn rất là mới á. Camera lùi theo xe, đó, rất là nét, nguyên bản theo xe. Nếu như anh chị nào muốn mua chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là follow em, inbox trực tiếp em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo để có thể xem và trải nghiệm thực tế về chiếc xe. Bên em vẫn có thể hỗ trợ anh chị vay 70% và bao test hãng, check hãng toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị luôn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.